心多憔悴，爱赋予东流的水，生命丰沛，抵不过天公不作美。Ta đường đường là hoàng tôn giả Tống, lại đi thích một con nô tỳ à? Người muốn giết ả phải không? Giết đi! Ngừng tay! Được, ta cho người thuốc giải. Lưu Hạo Nam, quả là người đã yêu con đàn bà này rồi. Ta đã nói là không bao giờ cứu người của Dương gia. Ta cũng là người của Dương gia, sao huynh lại cứu ta? Nếu huynh có thể bỏ một mình ta ở trong hang động, sao bây giờ còn đi theo ta? Ta không thể để cô về Thiên Ma Phủ một mình. Cô tưởng ta không dám giết cô thật sao? Bạn phong cô đi đi, ta không muốn làm tổn thương cô. Tên xấu xa, gia luật Hậu Nam, ta hận huynh suốt đời. Hậu Nam, ta đối với huynh là thật lòng. Gia luật Hậu Nam, người đúng là mất tính người. Cho nên ta cảm thấy bản thân huynh không có xấu. Tên đê tiện tiểu nhân, thừa lúc ta lâm nguy hủy sự trong sạch của ta, ta phải giết ngươi. Phải, ta hủy sự trong sạch của cô có thể làm gì được ta? Có thể cho ta một cơ hội không? Có thể không? Nếu ngươi thật lòng yêu một người, ngươi có nhẫn tâm để cô cùng chết với ngươi không? Cô nói như vậy, thật ra là không muốn ta làm hại cô. Ta hiểu cảm giác hiện giờ của cô. Cô cảm thấy mình rất là khờ. Và người đã làm cô khờ như vậy chính là ta. Nên cô hận ta, rất hận ta. Nhưng ta đã cảnh cáo cô rồi, kêu cô được ngây thơ quá. Lần sau ta gặp cô, ta sẽ giết cô đó. Nè, đê tiện tiểu nhân, nếu như không có ta, ngươi đã bị chết đuối rồi. Vậy sao? Tên tiểu nhân bị ổi, ta đã tin lầm ngươi. Ta muốn ngươi là một người có tính người. Như Bài Phong. Bài Phong cô đi đi, ta không muốn làm tổn thương cô. Tên xấu xa. Xin